Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món cà ri gà. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Tám trăm gram thịt gà chúng ta sơ chế sạch, xắt cho vừa ăn để ráo nước. Sau đó chúng ta ướp một muỗng canh bột cà ri, một muỗng canh bột nghệ, một muỗng cà phê muối hạt, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng canh đường. Hai mươi gram bơ lạc. Chúng ta trộn đều tất cả lại, ướp khoảng 20 phút. Năm trăm gram khoai môn, chúng ta gọt bỏ vỏ, sơ chế sạch, cắt vuông. Củ hành cắt làm sáo. Tỏi xay, nước dừa tươi, khoai môn chúng ta chiên sơ cho đến khi hơi vàng nhạt. Rồi cho dầu điều màu vào. Tiếp theo, chúng ta phi tỏi cho thơm. Và cho thịt gà vào, xào cho săn lại.
Khi nước dừa sôi, chúng ta cho thịt gà, sả cọng và vài lá chanh thái vào nấu. Thỉnh thoảng chúng ta vớt bỏ bọt. Các bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị của mỗi người. Khi thịt gà chín thì chúng ta cho tiếp khoai môn vào nấu. Ta nấu cho đến khi nước cà ri sánh lại và khoai môn chín là được. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.